Chứng nhận đất này của ông ra đây rồi, và hết chân truyền thanh đài báo chí rồi. Ôi trời, ông ra xem đi à. Báo chí nó nóng, báo chí một chiếu mà nhận đất của anh mà không như người dân người ta thiếu đất mà không đi chuyện này à? Đất đây, phần đông không phải là